Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ ngành tăng cường và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt hơn, hiệu quả hơn các biện pháp phòng chống dịch. Trong đó, về ngăn chặn lây nhiễm, các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 thì phải thực hiện nghiêm, thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên quyết yêu cầu người dân ai ở đâu thì ở đó để thực hiện triệt để việc giãn cách cách ly theo quy định. Triển khai ngay thần tốc việc xét nghiệm tại các khu vực phong tỏa có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, người có nguy cơ lây nhiễm cao, các trường hợp có biểu hiện ho, sốt trong cộng đồng để kịp thời phát hiện và phân loại, đưa các trường hợp nhiễm COVID-19 F0 vào các cơ sở thu dung điều trị hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp với tình trạng bệnh và điều kiện của địa phương, tổ chức tốt việc điều phối, lấy mẫu, trả kết quả xét nghiệm nhanh nhất, tiện lợi nhất.